Hai cái chìa khóa này anh chị có thể đoán được là chìa khóa của xe nào với xe nào hơn anh chị? Đây, chìa khóa của XL7. Còn đây, chìa khóa của Xpander AT Premium. Xe này 599 triệu niêm yết, xe này 648 triệu niêm yết. Đó, rồi. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ cùng anh chị mình quan sát tổng thể hai chiếc xe đậu sát bên đây, xem là hai chiếc xe này nó như thế nào. Và em sẽ đo thực tế xem là không gian nội thất hai xe này thì xe nào sẽ có không gian nội thất sử dụng tốt hơn và thoáng hơn. Và em sẽ đo bằng thước nha anh chị, không nói bằng cảm giác được. Nên vì nói về cảm giác thì mỗi người sẽ có cái cảm giác khác nhau thì nó sẽ không có chính xác. Và mình nói, mình đo bằng thước anh chị thì con số nó sẽ không bao giờ biết nói dối. Đó. Còn về những cái phần như là option hay là cảm giác lái các kiểu thì em sẽ hẹn anh chị lại clip sau. Tại vì hôm nay xe này là em mượn anh chị, không có thời lượng nhiều để mà quay về những cái vấn đề đó. Rồi, chào mừng tất cả các anh chị đến với kênh YouTube chính thức của em, Minh Suzuki Đồng Hiệp, Long An. Đầu tiên về thiết kế đầu xe anh chị, thì Mitsubishi Xpander vẫn với thiết kế đặc trưng là Dynamic Seal. Và XL7 thì là một cái thiết kế, một cái mặt ca lăng, nhìn nó hao hao với những cái dòng xe SUV. Đó, thì mỗi xe, mỗi một loại thiết kế anh chị thì tùy vào anh chị mình thích cái thiết kế nào, thích cái kiểu dáng nào thì mình chọn thôi, chứ không có đánh giá xấu đẹp. Một người không thể đánh giá xấu đẹp được, tại vì cái đó nó nghiêng về cảm quan của từng người. Nhưng mà ở đây anh chị thì mình sẽ có cái tạo hình của Xpander, nó sẽ tách biệt cái làn D-Line, đèn xi nhan và đèn pha cốt chính. Còn ở XL7 thì nó gom lại một cụm anh chị, nó gom lại một cụm nó pha cốt, D-Line và xi nhan thì nó nằm chung một chỗ luôn. Và xi nhan của XL7 thì vẫn còn LED, nhưng mà xi nhan của Xpander, ở xi nhan XL7 vẫn là halogen, còn Xpander đó là LED rồi. Và đặc biệt thì hai xe pha cốt đều LED, nhưng mà LED ở XL7 nó sẽ là công nghệ tim LED, còn ở Xpander anh chị thì nó sẽ có những cái bi LED. Thì với những cái bi LED này thì nó sẽ có giá trị hơn, tại vì mất tiền hơn mà anh chị, thì đương nhiên nó phải có giá trị hơn thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi dọc hông xe anh chị. Thì hông xe, cả hai xe đều có những cái đường cắt xẻ rất là táo bạo, vuốt từ đầu ngay chỗ hốc bánh trước ra tới cái đèn đuôi hậu sau anh chị. Đó, và cả hai thì đều có thiết kế khá là giống nhau về cái hầm hông xe, đều cắt xẻ như nhau. Và ở XL7 á, thì nó sẽ có những cái ốp nhựa đen, nó mang cái hơi hướng thiết kế giống như là những xe SUV. Còn ở Xpander anh chị thì nó sẽ dập nổi cái hốc bánh xe này lên nè anh chị, nó sẽ dập nổi lên nè anh chị, thấy không, dập lên để tôn dáng chiếc xe lên thôi, nhưng mà nó sẽ không có những cái ốp nhựa này. Rồi về phần tay nắm cửa anh chị thì vẫn là mạ chrome ở hai xe, nhưng mà ở Xpander thì nó sẽ được mạ chrome nhiều hơn từ phần gương chiếu hậu nè anh chị, thì nó được mạ chrome. Còn XL7 là sơn đồng màu thân xe. Rồi, tiếp tục chrome ở Xpander thì nó sẽ có viền nẹp cửa mạ chrome nè anh chị, chrome khá là nhiều. Đây, nó sẽ vuốt dọc tới phần kiến sau. Còn ở XL7 thì nó vẫn chưa có. Rồi, về phần mâm xe anh chị thì ở XL7 vẫn là mâm 16 inch. Đó, và được thiết kế đa chấu, vẫn là mâm xước, phay xước hai tông màu. Đây, đây là CNC, còn đây là sơn màu xám. Và vỏ đanh lớp E-cell. Cái vỏ này với vỏ này là chung anh chị, nhưng mà nó chỉ khác kích thước thôi. Còn ở Xpander thì là mâm 17 nè anh chị, với thiết kế tạo hình mâm 5 chấu, vẫn là phay xước hai tông màu, đen và CNC đây anh chị. Đó, vỏ thì như nhau. Và đặc biệt á, thì ở thế hệ trước anh chị, thì anh chị ID XL7 cũng biết là cái dàn phuộc anh chị, cái dàn chân, dàn hệ thống treo của XL7 rất là cứng, vững. Và ở thế hệ Xpander trước thì nó rất là mềm, gây lên hiện tượng chao đảo bồng bềnh. Và một số anh chị mình chở full tải trong thời gian dài thì phuộc nó sẽ bị xì nhớt. Và ở trên cái phiên bản Xpander hoàn toàn mới này anh chị, thì cái phần nhược điểm đó đã được Xpander khắc phục, và họ đã nêu rất rõ lên trên cái phần giới thiệu của phiên bản mới này. Đây anh chị, đây phần phuộc đây anh chị. Phuộc ở phiên bản mới này họ đã làm to hơn, cứng hơn, vững hơn so với thế hệ cũ rất nhiều. Thì đó cũng là một cái thay đổi, cải tiến rất nhiều trên cái Xpander thế hệ mới này mà rất là nhiều người dùng mong chờ. Rồi, về phần đuôi xe anh chị. Về phần đuôi xe thì cái này không phải cảm quan của riêng mình em, và cảm quan của rất nhiều người, thì phần đuôi xe của Xpander nó được thiết kế đẹp hơn so với XL7, với một cái phần cánh lúc gió nó hơi lú ra ngoài hơn so với bên kia này anh chị. Đó,
Với XL7 anh chị mình muốn cái đuôi xe nó đẹp hơn thì anh chị mình buộc phải độ thêm một cái đuôi nước gió. Và xe này là xe nguyên bản chưa có đuôi nước gió nha anh chị. Rồi về thiết kế đèn hậu thì cả hai đều là đèn LED, nhưng mà LED ở trên XL7 với lại LED ở trên Xpander nó sẽ khác biệt một chút xíu về cái cách tạo hình. Và với cái cách tạo hình như thế này thì nó sẽ làm cho cái Xpander có cái cảm giác là mình nhìn cái đuôi nó sẽ bự hơn. Còn XL7 với cái tạo hình này thì nhìn cái đuôi nó sẽ bị tóp lại anh chị. Và đó cũng là một nhược điểm của XL7. Rồi tiếp theo, về phần đuôi xe thì Xpander thế hệ này đã được trang bị hai cảm biến lùi rồi anh chị. Đây, hai cảm biến lùi. Đó, XL7 thì đã được trang bị từ trước tới giờ luôn rồi, cũng là hai cảm biến lùi. Đó rồi, cốp thì là đều là chỉnh cơ như nhau nha anh chị. Gạt mưa thì cũng đều là gạt mưa giống như nhau, nhưng mà gạt mưa của XL7 khi không hoạt động thì nó sẽ nằm về hướng bên trái. Còn gạt mưa của Xpander thì nó sẽ nằm về hướng bên phải khi không hoạt động. Đó, đây là cũng là một sự khác biệt. Rồi tiếp theo về mức tiêu hao nhiên liệu anh chị. Thì ở trên XL7 chúng ta sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị là 7,94, ngoài đô thị là 585, kết hợp là 662. Rồi qua Xpander. Rồi Xpander kết hợp là 710, nó hao hơn một chút xíu anh chị, chắc là do cái xác nó nặng hơn. Trong đô thị là 8,6 và ngoài đô thị là 6,2. Rồi, tiến thành vào bên trong nội thất anh chị. Thì đây cũng là một cái hay của Xpander, thì Xpander nó sẽ tự động xếp gương khi lóc cửa, còn XL7 thì chưa có nha anh chị. Với XL7 thì cái đó mình phải độ thêm cái bộ gập gương lên kính nữa. Rồi tiếp theo, về cái phần nội thất thì ở đây Xpander sẽ được bọc da anh chị, bọc da từ tấp bi cửa tới tấp lô, còn XL7 thì chưa được. XL7 ở đây chỉ là nỉ thôi. Rồi, về chất liệu da ghế thì Xpander sẽ được bọc một cái loại da kháng nhiệt, còn XL7 vẫn là da pha nỉ. Đó, về cái chất liệu nội thất thì Xpander cao cấp hơn là XL7, thậm chí là Veloz rất là nhiều. Rồi về thiết kế tạo hình vô lăng thì Xpander cũng có thiết kế vô lăng mới, cũng tương đối đẹp mắt, nhưng mà XL7 cũng không kém cạnh với một phần vô lăng cắt vớt dạng đề cắt thể thao anh chị. Rồi về chất liệu và không gian nội thất thì về chất liệu anh chị thì Xpander hơn, và về kích thước tổng thể bên ngoài thì Xpander nó cũng trên thông số kỹ thuật nó cũng lớn hơn. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ tiến hành đo về cái kích thước không gian nội thất. Cái kích thước không gian nội thất này anh chị thì chưa có cái nhà sản xuất nào họ công bố cả, nên là bây giờ anh chị mình muốn biết xe nào rộng hơn xe nào thì mình phải đo. Còn về những cái option chức năng trong xe thì em review sơ qua cho anh chị mình xem. Thì với màn hình này anh chị thì Xpander nó cũng đã có cái màn hình tạo hình khá ấn tượng. Nó vào màn hình này thì kích thước nó cũng ngang ngửa với XL7. Rồi về đồng hồ tắp lô thì tương đối cũng giống với XL7, với cái dạng đồng hồ là hai bên là analog, còn chính giữa hai bên là kim cơ, chính giữa là analog hiển thị thông tin. Đó. Rồi về vô lăng thì đều có phím chức năng như nhau, nhưng mà trên Xpander nó sẽ có bộ ga tự động cruise control, còn XL7 chưa được trang bị tính năng này. Rồi trên Xpander anh chị thì phần điều hòa nó đã được thay đổi từ chỉnh cơ không có màn hình thành chỉnh cơ có màn hình, sang trọng hơn, và nó sẽ có luôn cái nút mắc cool ở đây anh chị, rất là hay. Đó, và mặc dù là đã được điều chỉnh như thế này rồi, nhưng mà cái điều hòa này thì nó vẫn là điều hòa chỉnh cơ nha anh chị, chưa có tự động như là trên XL7, và nên vì thế nó sẽ không có hiển thị cái nhiệt độ ở trên đây và không có cái chức năng auto. Rồi, tiếp theo thì ở trên Xpander nó sẽ được trang bị sẵn những cổng sạc USB anh chị, mà ở trên XL7 chưa có. XL7 anh chị phải mua thẩu cắm vào. Rồi về cần số anh chị. Về cần số thì vẫn tạo hình cần số cũ. Ở trên phiên bản mới vẫn có nút ODA up, giống chức năng rất là giống ở trên XL7. Và ở trên Xpander thì đã được trang bị rất là đáng tiền, đó là phanh tay điện tử và auto hold anh chị. Bệ tì tai cũng được làm khá là lớn hơn so với XL7, nhưng mà em có cái cảm giác là cái ghế này anh chị thì nó nhỏ hơn cái ghế của XL7. Thì bây giờ mình thử mình tiến hành mình đo anh chị, thử xem là cái ghế nào bự hơn cái ghế nào. Rồi anh Tiến đo giúp em là cái khoảng từ bên đây tới bên đây của cái ghế Xpander là nó dài bao nhiêu. 50 nha anh chị, 50. Ghế Xpander là 50. Rồi chúng ta tiến hành qua ghế của XL7. Camera vô đây em, xem là giữa hai cái ghế này thì nó có bự hơn không. Rồi, ngang nhau anh chị. Ghế của XL7 là 49, còn ghế của Xpander là 50. Nói chung là sẽ không có khác biệt nhiều. Rồi, tiếp tục
đo giúp em là cái khoảng từ tắp bi bên kia tới tắp bi bên đây. Anh Tiến qua bên kia giúp em. Anh Tiến đưa một đầu thước qua đây em nắm kéo qua. Thì mình sẽ đo từ cái vị trí tắp bi bên kia với vị trí tắp bi bên đây ngay cái cột trụ B nè anh chị. Xem là nó bao nhiêu. Rồi để ngay đây nha anh chị. Rồi camera bên kia quay giùm anh. Là mình sẽ tính cái mặt trong nha anh chị, cái mặt lọt lòng nha. Lọt lòng á anh Tiến. Nhiêu anh? 148. Rồi 148. Rồi mình tiến hành quay spender nha anh chị. Ngang nhau hả anh? Rồi 148 ngang nhau nha anh chị. Rồi tiếp theo mình sẽ hàng ghế thứ hai tiếp tục đo ở trụ C. Nhiêu anh? Rồi 139. Thâu từ từ. Rồi 139. Rồi tiếp theo XL7 nha anh chị. Một 36. Rồi XL7 với kích thước tổng thể nó thua Xpander khá là nhiều, nhưng mà ở kích thước không gian nội thất thì nó sẽ không thua bao nhiêu nha anh chị. Những cái con số đó là những cái con số thật và sẽ không biết nói. Thì ngoài ra chắc là em phải đo thêm một cái nữa là nó sẽ tính từ cái mặt tắp lô cho đến hết cái hàng ghế thứ ba, ngã hết lưng ghế ra xem là nó bao nhiêu ha. Xem một thông số nữa xem. Rồi ngã hết ghế ra đây. Đó anh sẽ đo, anh level xe cho em cái thước kéo đo từ cái lưng ghế này tới cái màn hình xem là nó bao nhiêu. Rồi đúng rồi, ngang màn hình anh. Rồi 260 anh chị. 260 trên ít là 7. Rồi từ từ nha anh Tiến để chạy xe. Rồi mình sẽ thử Xpander là bao nhiêu ha. Đổ hơi nhiều. Xpander. Rồi rồi rất là bất ngờ khi mà đo từ màn hình tới tấp tới cái hàng ghế thứ ba ngửa ra thì lọt lòng của cái con này nó sẽ thua cái con XL7 khoảng 3 cm, này nó khoảng 257 anh chị. Đấy thì mặc dù cái kích thước tổng thể ở trên mặt lý thuyết của Xpander nó dài hơn XL7 khá là nhiều, nhưng mà về không gian nội thất đó anh chị thì XL7 rất là ấn tượng với một cái không gian nội thất có thể gọi là ngang ngửa, và thậm chí nó sẽ có cái bề chiều dài anh chị, nó dài hơn cả Xpander, nhưng mà bề ngang á thì ở đây nó sẽ là bằng, ở hàng ghế nhất nó sẽ là bằng, và ở hàng ghế thứ hai đó anh chị thì nó sẽ Xpander sẽ bự hơn XL7 một chút xíu. Đó là những cái con số mà được đo bằng thước nha anh chị, và những cái con số đo bằng thước thì nó sẽ không có biết nói dối. Rồi tiếp theo thì mình vào thử hàng ghế thứ ba đây anh chị. Thì hàng ghế thứ ba anh Tiến đo giúp em là từ cái khoảng cách từ cái sàn để chân lên tới cái bờ đùi của cái thằng hàng ghế thứ ba trên Xpander là bao nhiêu nhé. Cái này nó cũng khá là quan trọng, vì nếu mà nó quá ngắn thì anh chị mình ngồi sẽ bị nhõng cái đầu gối và sẽ rất là mỏi giò. Đây 30 anh chị, 30. Và cái thiết kế mở ghế Xpander nó phải dở lên như thế này chứ nó không có trượt giống như là cơ chế của XL7 nha anh chị. Nó sẽ dở lên. Đó, rồi. 30 nha anh chị. Từ sàn tới ngay chỗ cái đồ đùi ở hàng ghế thứ ba là 30. Rồi mình qua XL7 xem nó là bao nhiêu nha anh chị.
với cái độ đó anh chị. Nếu mà cái tiếp theo mình sẽ đo của XL7 nha anh chị. Đây, camera man vào giúp anh. Đó, thì từ sàn tới lên cái đồ đùi của XL7 là 34, nó sẽ cao hơn Xpander 4 cm. Và với cái việc nó cao hơn 4 cm này thì sẽ giúp người ngồi có một cái thế ngồi với hai cái đầu gối anh chị, nó sẽ không bị nhổng lên cao nhiều và nó sẽ hạn chế mỗi chân trên những cái cung đường dài. Đó, thì đó là những cái con số biết nói về không gian nội thất của hai dòng xe Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander mà em đo bằng thước. Anh chị đo bằng thước nha anh chị, không cảm nhận, và đó là tương đối chính xác. Đó, thì anh chị mình với giá lăn bánh hiện tại của XL7 tại tỉnh Long An là 650 triệu, và Xpander thì đâu đó khoảng tầm 630 triệu anh chị, thì anh chị sẽ lựa chọn dòng xe nào thì hãy cùng em bình luận bên dưới nha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Còn về cảm giác lái, về khả năng vận hành thì sau này khi mà em mượn được xe thì em sẽ tiếp tục làm những cái video so sánh cho anh chị mình xem. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả anh chị trong những video tiếp theo ạ.